Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngay từ sáng sớm thì nhiều tàu thuyền đã tấp nập cập bến tại cảng cá Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang với rất nhiều loại hải sản có giá trị cao. Dịp này thời tiết biển ủng hộ, bà con cũng tích cực vươn khơi, nhất là khi hiện nay đã vào vụ cá nam, vụ cá khai thác hải sản chính trong năm của bà con miền Trung. Theo dự báo, vùng biển Khánh Hòa cũng như dọc ven bờ từ Quảng Trị xuống đến Ninh Thuận, ra ngoài khơi quanh huyện đảo Hoàng Sa đều là nơi có thời tiết ổn định. Hôm nay hầu như không mưa, tầm nhìn xa tốt trên 10 km, gió là cấp 3, cấp 5 và độ cao sóng từ 0,50 đến 2,50. Các điều kiện đều thuận lợi cho tàu thuyền đánh bắt trên biển. Lui xuống các vùng biển phía Nam, thời tiết lại có đôi chút bất lợi. Hôm nay khắp từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, ra ngoài khơi, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, cảnh báo mưa dông rải rác có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn cũng hạn chế trong mưa. Bà con vươn khơi cần đảm bảo kỹ các phương tiện an toàn. Với đất liền Trung Bộ, chiều nay nắng nóng chỉ còn xảy ra từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Phú Yên. Mức độ không còn gay gắt với nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 37 độ. Chiều tối nay thì đây cũng là khu vực được cảnh báo có mưa rào rải rác. Cục bộ có những điểm mưa vừa mưa to với lượng mưa là trên 50mm. Mưa sau một ngày nắng nóng thì cần đề phòng với các hiện tượng như là lốc xoáy, gió giật mạnh hay thậm chí là mưa đá nguy hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các diễn biến thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo.